Nhà Trang chúng tôi mến chào cả nhà. Thì cuối tuần hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn qua Vinpearl chơi. Nó chơi thì hơi quá nhưng mình chỉ mua cái gói người địa phương giá 60k mà thôi. Thì như các bạn đã thấy thì bây giờ cảng Hòn Tầm đã bàn giao cho Vin, và hiện tại chúng tôi đang gửi xe ở cảng Hòn Tầm để vào khu vực nhà ga cáp treo để sang khu không sao, ghi trực tiếp luôn. Qua khu một sắm ăn uống, uống cà phê. Nay chủ nhật rất đông luôn. Đây trước là đây là cảng Hòn Tầm. Gói này rất chi là mới được khai thác thôi. Nó quá rẻ luôn. Nó báo cái giá mà người ta không tưởng tượng nổi mà. Hồi xưa vốn qua Vinpearl là bắt buộc là phải qua khu vui chơi, là lúc nào cũng tầm 800 mấy, nhưng mà bây giờ nó thực hiện cái gói là qua nó chỉ mua sắm, chỉ ăn uống, chỉ ngắm cảnh. 60k cho người địa phương này, quá rẻ. Khách ngoại tỉnh thì 100k. Quá, đây là trực diện ở phía ngoài. Xe máy thì gửi phía trên kia, còn ô tô thì chạy từ hướng này gửi. Bãi xe rất chi là rộng luôn. Các bạn nào đi ô tô, đi xe máy thì các bạn đều có thể đi xuống đây được hết. Đây là khu vực nhà ga hoàn toàn mới. Cái chữ Reception 2 à? Reception Hall. Hall à? Hall nghĩa là gì em? Đại sảnh hết rồi. Thế à, đại sảnh nha. Nói chung là mình chỉ biết là chỗ lễ tân thôi. Còn cái chỗ mà chữ 2 là mình không biết. Sảnh đúng rồi. Sảnh, con là sảnh. Rồi. Tiếp em ơi. Phải đại sảnh đúng không? Sảnh lễ tân. Sảnh lễ tân. Hiện tại bọn mình đang có mặt tại sảnh lễ tân chính. Đây là khu đón tiếp khách bằng khu vực cáp treo. Đây là được mới xây, hoàn toàn mới. Đoạn này thì nó sẽ rút ngắn hơn so với đoạn ở phía dưới kia. Hôm trước là đi ở phía dưới kia. Bữa nay là đã chuyển lên trên này rồi và đi ở phía trên này. Phê kìa, phê là đứng kìa. Đi như đi hội. Ôi giời, đang xếp hàng chờ kìa. Quá trời luôn kìa. Quá trời đông luôn, người người đứng xếp hàng. Xếp hàng mua à? Dạ, anh có vé chưa ạ? Có vé rồi. Dạ, đây họ xếp hàng mua à? Dạ, đúng rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi trời, giờ thời buổi nào còn đứng xếp hàng mua vé trực tiếp gì thế kia. Bây giờ tao xuất vé online hết rồi, trời ơi trời. Các bạn lưu ý để tránh tình trạng là đứng xếp hàng mua vé như thế này rất chi là mất thời gian.
thì các bạn nên mua trực tiếp qua những đại lý xuất vé qua Zalo. Trời ơi, mình có vé rồi là mình vô luôn. Mình có vé rồi mình vô luôn, người ta đến xếp hàng, trời ơi. Thật là chán. Nghĩ sao rồi trời. Đó. 2024 rồi, công nghệ 4.0 mà vẫn đứng xếp hàng mua vé. Đây, những người này có vé rồi mà vẫn còn đứng xếp hàng chờ nhau này. Tận cảnh tại bến tàu Vinpearl Nha Trang, hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng chờ qua cáp treo. Hôm nay là chủ nhật, họ đi qua Vinpearl với hai mục đích: một là vào khu mua sắm, uống cà phê; hai là sẽ vào khu vui chơi. Nhưng mà nếu mà đi vào giờ này thì chắc chắn là sẽ vào khu mua sắm rồi, tại vì bây giờ đã là 16 giờ chiều rồi. Người địa phương nhá. Khi mà các bạn có căn cước người địa phương rồi, các bạn sẽ được qua Vinpearl chơi và trải nghiệm với cái giá là 60.000. Đây là ước cao của biết bao nhiêu bạn qua đây. Chúng tôi đang chờ quét mặt. Quét mặt tại đây. Hơi lâu. Một tiếng xếp hàng. Một tiếng xếp hàng. Wow. Đúng chưa? Đây đây em ơi. Alo. Ok. Đi cầu thang máy sang chảnh. Mọi người. Hello, hello. Hello thế nào? Xin chào các bạn. Tao đi em. Tao đi kìa. Trên này là tới phần vào cabin rồi. Thì nó rất chi là vắng. Hả? Không có. Không có chuyện đó đâu. Rồi nhanh chân lấy vào đi, chui vào đi. Mẹ đứng mình đi cùng em đi. À đấy, vào đi, vào đi. Wow. Cái không cần phải đập luôn. Chặt trời. Ồ, đã chưa? Cái không có ai ngồi luôn kìa. Thì cabin nó chạy liên tục mà. Đây là xe nắp đơn, để cách nhanh, để cách lâu. Nên nó vào không kịp. Tại vì quẹt khỏe lâu á. Đúng rồi. Để cách lâu chưa á.
người địa phương cái này quẹt mạ quẹt mặt lâu đấy, người ta giờ mới vào thì lại vào trong cabin khác, cái này đóng lại rồi thấy không. Còn ví dụ như nhân viên của Vin vừa nãy ông sang SM, ông đăng ký là cho đăng ký phần riêng cho nhà ông đi à, ưu tiên nhà ông á. Không, với lại nhân viên là đưa cho tư tập của mẫu đi rồi giới thiệu đi em. Giới thiệu gì, em không biết gì hết trơn á, đừng quay cho chào các bạn đi. Mình đang chơi cáp treo. Qua đây giới thiệu đi em, giới thiệu đi. Còn bên này ngược lại. Tự nhiên em thấy sợ quá. Một đứa nhân viên Nha Trang mà ngồi khắp treo mà lấy sợ rồi. Rồi giới thiệu đi em. Xin chào mọi người, hiện tại là mình đang ngồi ở trên cáp treo để sắp tới là mình sẽ di chuyển qua cái khu vực Vinpearl Harbor. Harbor. Rồi để mình vui chơi ở đây thì đây cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cảm giác ngồi cáp treo luôn á trời. Phê đúng không? Đúng rồi, hơi phê nhưng mà lúc đầu tiên lên thì thấy hơi sợ một xíu nha. Và tiếp theo để biết thử là sang cái khu vui chơi ở bên đó thì nó sẽ có những cái gì, khu trung tâm mua sắm đúng không? Đúng thì rồi. Nó sẽ có những cái gì thì mời các bạn cùng theo chân nhóm mình nha. Ok, cảm ơn em. Đấy, các bạn có thể dễ dàng là quan sát được Webcam. Trời xanh mây trắng nắng hồng này. Cabin là rất chi là sạch sẽ sau nhiều năm bảo dưỡng này. Đó. Các bạn có thể là nhìn thấy phía đối diện này. Đó, phía đối diện cabin nó chạy ngang đối diện nhau. Wow. Ui sợ quá. Mọi này thầy còn ké to chứ. Hả? Này thầy còn ké to chứ sợ. Thầy còn to hơn hả? Ngày xưa còn ké nhỏ. Đó. Này còn ké to mà nó cao. Đây các bạn nhìn xuống là đảo chính quyền nó bé xíu xíu rồi thấy không? Ui cái này còn ghê hơn. Hồi trước em đi gì ta? Thầy nhìn trụ cá cao hơn đúng không? Cái trụ này nó cao hơn này. Đúng rồi, cao hơn để nó vẫn đoán được mấy cái tàu 5 sao ấy. Đúng rồi, thằng nào nó nâng cấp hơn. Nâng cấp để đoán. Rồi ở dưới cái tàu cá nó bé xíu kìa, người ta nhìn lên ngược lên kìa. Thấy không? Đó. Bên cạnh đó thì những phương tiện cano của Vinpearl bên kia cả trắng trắng kìa, họ vẫn chạy bình thường. Gió nó rụi vô chỗ nào ta? Nè. Nè. Mình kéo xuống thì nó kín lại. Nhưng mà thôi, kéo chi? Thôi, để vậy cho nó mát. Hôm nay là ngày 4 tháng 2, Chủ nhật. Lượng người địa phương sang đảo Vinpearl, sang Harbor. Harbor, rất chi là đông. Harbor. Để thỏa mãn được nhu cầu ngồi cáp treo của tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Giờ mình đi hết nắng rồi anh à, giờ mình đi lên tối. Không phải là trời ngắm hoàng hôn nó đỏ, bầu trời nó đỏ rất đẹp á. Hôm nay trời nó hơi mây mù. Cho trời không may nhìn mà cái da trời nó đỏ thì mình nó đẹp luôn. Thôi kệ. Thế thì cứ một tuần đi một lần. Quá rẻ mà có đâu có mắc đâu không? Ly cà phê à? Hello, mến chào cả nhà. Sau khoảng 40 phút đợi chờ phía dưới xếp hàng để được lên cabin cáp treo thì mình và nhóm đã và đang chuẩn bị sang khu vực Harbor của Vinpearl. Đây là cái khu vực mới, cái khu vực này chủ yếu là dành cho các bạn là mua sắm, ăn uống, trải nghiệm cáp treo 2 chiều. Giá đang bán ở hiện tại với mức giá là cho người địa phương là 60.000 trên một vé và giá cho người ở tỉnh khác là 100.000 trên một vé. Mức giá này là cực kỳ ưu đãi. Có khoảng là 8 ngày Tết thì sẽ không áp dụng cái gói này nữa. Và sau 8 ngày Tết thì lại vẫn có cái giá này cho tới trước 30 tháng 4. Cho nên là các bạn có khoảng nửa năm cơ hội để các bạn đi cái gói này. Cái gói này đưa ra nhằm thỏa mãn nhu cầu của tất cả các bạn là để được sang Vinpearl, để được trải nghiệm cáp treo đi và về. Hồi xưa thì không có gói này, nhưng bây giờ Vinpearl đã thiết kế gói này để nhằm thỏa mãn ước mơ của tất cả các bạn là không sao. Nên là các bạn rất đáng để các bạn trải nghiệm. Mình chào cả nhà. Đó, chỉ còn một vài trụ cáp nữa thôi là chúng tôi tới được bờ bên kia của Vinpearl. Ủa cái đó nó hút cát dưới biển hay là nó lấy góc bên kia ta? Đó. Mình thấy mình đi chậm mà mình nhìn người ta thấy người ta đi nhanh ghê á. Tại vì hai cái cabin nó đối diện nhau thì cảm giác nó nhanh thôi. Nhìn nó vậy. Đó. Rồi chỉ còn một trụ cáp nữa thôi là tới được khu vực bên kia. Nghe nói là năm nay là trụ cáp có phần là cao hơn những năm trước nhằm tránh tình trạng là không đón được những con tàu 5 sao ở nước ngoài cập bến Nha Trang. Mỗi một lần con tàu 5 sao cập bến thì người ta lại phải dừng cáp treo. Năm nay thì không cần dừng nữa rồi, năm nay trụ rất cao.
trụ như tháp Eiffel ở Nha Trang. Wow, wow, quá đã. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa là chúng tôi đang ngồi cáp treo cabin và chúng tôi sang khu vực harbor của Hobo của Vinpearl. Khu này mới mở. Ui, được sơn rất chi là nhiều màu sắc luôn này. Xanh đỏ, tím vàng, lục lam, tràm tím này, giống như bảy sắc cầu vồng này. Vé này của các bạn sẽ không được vào khu vui chơi nhé, các bạn lưu ý nhé. Không được vào công viên nước. Thế à? Không vào công viên nước à? Chỉ được vô mua sắm thôi. Chỉ vô cái khu mua sắm thôi, không vào Vinpearl được. Đúng rồi, đúng rồi. Rõ ràng chứ vé có mấy chục nghìn mà muốn đi được hết thì thôi chứ có mà loạn. Ủa chứ mình qua đây rồi làm sao mà tao biết là mình mua vé nào? Thì có cái cắm bên kia. À, nó quét nặng. Nó quét nặng nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồi lấy là mình quét hơi lâu là do nó nhận dạng. Nó chỉ kiểm soát vé lúc qua thôi. Mình biết cấp 1 mà rồi một quen một cắm thôi. Đúng rồi, hiểu rồi. Giờ nó làm trên app, trên hệ thống hết mà. Wow, đẹp quá. Wow, đúng là chân trời châu Âu. Chân trời châu Âu tại Nha Trang. Đó là mấy con chì này. Oh. Hẹn cắt. Wow. Chuẩn bị tinh thần nhảy ra khỏi xe. Quá tuyệt vời. Rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển tham quan một vòng. Sau đó là sẽ ngồi uống cà phê ở đâu đó. Đây, rất chi là nhiều quán cà phê luôn. Vin mà, nói chung là Vin xây cái gì ra là cũng đẳng cấp, đỉnh của đỉnh thôi. Máy lạnh mát rượi nha. Đó, có hai cầu thang luôn nhá. Một là các bạn có thể đi bộ và hai có thể đi thang máy. À, rồi thang điện. Ủa, lên lồng là làm gì đấy? Lồng ngắm cảnh nha. Đó, khám phá đại dương 365 độ rồi. Không, nó quảng cáo thôi, nó quảng cáo. Chắc trên nó có gì, ta mới lên nữa chứ. Đây, ta lên này. À, Vinpearl. Habo. Khu vô thương mại, đó này. À, khu thương mại bên này. Phòng vé Vin. À, không phải, đúng rồi, Linh Gáp về, đúng rồi. Đúng rồi. Cái này thì giống như kiểu
Nói chung là qua bên này rồi thì mình không biết nói gì hơn, là chỉ quay cho các bạn xem thôi chứ còn không biết nói gì đâu. Bởi vì nó quá đẹp, quá đẳng cấp. Đó là khu ẩm thực Việt này, bánh canh cua này. Cái sảnh, cái trần gì mà cao dữ vậy trời. Nó làm to như cái trần này mà mấy chiếc ô tô đi lọt luôn rồi. Bước vô mà thấy mình hơn xíu à. Lô có 10.000 cái à, quá rẻ này. Bây giờ 10.000 trái không? Hiện tại bây giờ mặt bằng nó không thu tiền. À không tiền. Nó bán vô 2.000 trở luôn. À. Mà chỉ mang đồ qua bán thôi. À. Nó trả đôi nhỏ 1 tháng 2 tháng gì đó. Đồ đã rồi. Đâu tốn phí của bạn đâu. Vé đâu kia đâu. Kem bơ nhiều người ăn. Đến xào. Cái bay được ta. Cái bay được ta. Nấp ra góc á, nấp ra góc quay lên. Ờ kìa, nó đang ca nhạc kìa. Dàn đang vẫy chào kìa. Kìa khuấy động thành phố Trung Quốc á. Đúng rồi. Ủa, đi đâu ấy? Đây quay. Chào các bạn đẹp. Ôi, dễ thương quá. Xin chào hoa hậu đến từ Venezuela. Wow, các trang phục của người quá tuyệt vời luôn. Ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Chào các bạn. Okay. Có bụng hả? Qua đây ngửi mùi thấy thơm nhỉ? Hả? Có khoai tây chiên á? Đầy đủ đồ á? Thực ra là mình sang bên này là nó cũng chỉ nằm ở một góc thôi đúng không? Không. Không. Cái này nằm ở góc này của Vinland chứ không phải nằm ở trực diện ở bên này. Thực ra cũng không phải là cái view xịn lắm. Cái view này là view cano. View này view cano. Đó. Đây là view của hải sản Thanh Dương. Quán này nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian qua. Có rất nhiều gian hàng nhỏ nhỏ ở phía này. Ủa ra đây cắm view được không? Ra chụp ảnh mới đẹp này. Mẹ hôm nay chiều không đẹp không? Em hãy ra góc này này, ra góc bãi biển xong bắt đầu bay lên được này. Qua đây chẳng bay ra ngang. Bay đi, cái nào người ta không cho thì người ta sẽ... Không, cho cái gì, cứ bay đại. View chỗ này là view lên cano để về này. Đó. Màu đỏ chỗ nào? Ôi Nha Trang kìa. Đây là trời nắng á, trời nó đỏ. Trời nó đỏ. Quá đẹp luôn. Bay được không ta? Bay đại đi. Bay đại đi. Em đi chụp hình để anh Lâm bay chứ. Vòng tới đây nha, vòng tới đây sang vòng qua kia nha. Không vào ăn thử đi. Không vào ăn thử giới thiệu cơm gà nhà ông đi. Và anh thử giới thiệu cơm gà cho ông nhé. Hả? Cái thứ gì cũng có. Hiện đúng rồi. Bây giờ mặt bằng nó chưa có thu phí. À. Ra nó ra một tháng hai tháng vậy á, bán hết vô ra đầu lấy phí, không được về rút gì à.
chứ là đây đây chỉ là mấy con cò mồi thôi. Nó làm ở đây dùng ý nguyên rất hay nha. Hiện tại đúng không? Nó câu khách đông người ta mới vô tại bán. Người ta bán không mặt bằng, người ta sẽ tự tin người ta bán. Đúng rồi. Rồi cái thứ hai là khách đông, bây giờ khách đông tại nó có 40.000, 60.000 vé rồi. Đúng rồi. Sau này lên 800 khách ai qua đây. Anh nghĩ có được xe hơn coi, nhìn xe hơn một xíu. Sau này lên giá 800. Không, nhưng mà hè thì vẫn bán được. Tại vì một ngày đón bao nhiêu nghìn khách rồi. Một mặt bằng của nó 70 trời một tháng. Trong Nha Trang cũng hai mấy triệu rồi. Nhưng mà cái đèn sáng mở mắt thì anh em mất mười mấy cũ rồi, hai mấy cũ chưa? À, mọi người anh nhắm lại bao nhiêu? Nó xây đến tận đầm bấy luôn mà em. Lấy hết cái đầm bấy rồi mà. Bụng áng lấy hết rồi mà. Đâu sợ hết pin không? Sợ hết thẻ không? Thẻ thì pay ít một thôi. Khu này rất còn rất nhiều gian hàng mà chưa có ai sở hữu. Buông họ hay là đi đảo thêm xíu nữa đâu. Buông đi mình sách đi. Còn kền quá. Hả? Còn kền quá, mình đi hết đi xong rồi mình quay lại đang cho mình chơi. Đủ hết này. Đói bụng quá ai chết rồi. Hả? Tính sao rồi? Đói bụng quá. Thế mà ăn luôn xong đi, ăn xong lấy sức đi. Ăn xong là tối rồi. Ủa liên quan gì? 90 giờ mới phải về mà. Cái gì 10 giờ vậy? Cái bấy ngày rồi. Em cắt cái đồ băng này được. Cắt cái đồ kia được. Em cảm giác thấy sao? Em thấy nó rộng quá. Với lại đồ ăn rất là thơm luôn đó mọi người. Đói bụng, chưa kể là khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời, nên một lần trải nghiệm cho mọi người nhé. Việc ăn thịt mà ăn rắn chết. Ăn chim nhỏ nữa. Đúng rồi. Nó sẽ ăn chim nhỏ. Quá trời rồi. Thôi ra chỗ bánh xe bầu trời đẹp hơn. Chỗ nó có eo biển đẹp lắm. Cái nhà màu tròn tròn đấy. Chỗ mua cái heo á. Chỗ mà cái gì sọt đấy. Đây mình bay đây. À Vin ở nhà Vin Blair Nha Trang bay đây. Ngày xưa làm đó mẹ. À. À, năm 2017 làm nhân viên bartender đó chứ. Tầm 2 năm nữa. Đây, chuẩn bị nhảy này. Ôi nhảy mất rồi, nhảy rồi. Ủa điều đường phố. Chiếc xe cái xe gì kìa, xe của Vin luôn à. Quần kéo VinFast đó. VinFast nào để nó quần kéo luôn. Cái này khó quá. Đổ qua đi.
Nên tình cảm mình mấy lâu nay không được tặng một quần áo à? Không thể được. Ồ, sale gì mà sale 80% luôn rồi. Sale 80% rồi. Sale 80% cho cái 2 triệu. Ảo thật đấy không? Ồ, khu nhà gỗ này, giả gỗ đúng không? Giả gỗ thôi. Bê tông không có gỗ đâu ra. Thư đường American hả? Quá rộng nhỉ? Thì được American nha. À. Xây này trong mấy năm rồi mà. Con này có chân nó mắc tè chưa? Gì mà hàng phê? Đói bụng rồi. Gì mà hàng phê? Xe ké một cái mà có gì đâu mà. Quay video nãy giờ rồi. Thì ý là như thế. Ý là đứng gần nhau một xíu. Nó có dính liền vào nhau đâu. Dính khác à? Em lại thấy dính khác à? Hả? À, hot chơi nha. Ok, ok, đi. Giờ này trời mù quá, xấu ghê. Giờ này mà trời không có mây nó đỏ, nó trời đẹp lên thôi. Đây, chỗ đây là qua cửa Vinber này. Đấy. Mấy ơi. Chỗ này khi mà các bạn mua vé khu chơi thì các bạn sẽ được xuống khu mua sắm ở dưới này. Nhưng mà ngược lại các bạn mua vé khu mua sắm thì các bạn không được lên khu vui chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Mua mấy cấp 2. Ủa màu màu zin nó vậy luôn hả? Màu zin nó vậy hả? Đấy hả? Hả? Chiếu màu lên chứ. À. Không không. Cái xe màu như vậy hả? Hả? Nó làm cho nổi lên nữa quảng kéo mà. À. Cho nó màu xanh màu đỏ này. Ôi nhìn thấy bên kia luôn kìa, nhìn thấy bên khu khu gì chọn luôn kìa. Ra góc đó, ra góc đó mày. Em ra góc đó đi, tí ra bộ ra. À, theo em cảm nhận thì với một cái mức vé là 60.000 đối với người Khánh Hòa và 100.000 đối với người tỉnh khác thì em có thấy xứng đáng không? Em thấy không không phải là xứng đáng mà là rất là xứng đáng luôn đó mọi người. Chưa nếm trải thử đồ ăn ở bên này nhưng mà mình cảm thấy là gọi là cái quang cảnh nó rất là đẹp, người ta đầu tư rất là ok nè. Còn mình đi ngang qua những cái quầy hàng bán đồ ăn á, mình chỉ đi ngang qua mình tham quan thôi nhưng mà cảm thấy mùi thơm nó rất là thơm luôn. Lát nữa thì nhất định là mình sẽ kêu anh camera man qua bên đó thì ăn chung với tụi mình nha. Ok. Đây, quay chị xem chị này nhảy đây. Em vào nhảy chung với chị em. Thôi, chị hết nhảy rồi. Đây, chị nhảy đi. Chị hết nhảy rồi. Em cầm chạy. Em cứ, ok. Quay cho chị nhảy. Hỏi. Anh chị ra sau chụp hình đi view lông đó sao? Dạ. Yeah. View lông là gì? Dạ, đắt view lông á, với lại uống trà chiều. Ok. Em sẽ biết bữa nha. Ok. Okay.
vẫn rẻ. Tí mình một lọc một suất đấy. Đi vào không? 4 người một suất? Không, 3 người một suất. Trước đâu có đâu. Bắt ngay. Ông ơi, vui lòng mua cho ông ơi. Chị em. Thôi mọi người ơi, sau một hồi mà quay chụp sóng ảo ở cái khu vực Vinpearl Camera này thì tụi mình đã quá là mệt và quá là đói rồi. Bây giờ thì nhóm của mình sẽ di chuyển qua cái khu vực mà người ta bán những cái đồ ăn trên phố đó. Mời mọi người theo chân chúng mình để qua bên đó thưởng thức các cái món ăn ở đây nha. Okay. Thôi. Let's go. Lucy hay là uống bia không? Thôi. Uống bia. Vệ sinh đâu tại? Vào đâu uống bia xong rồi đi ra vệ sinh luôn. Đây có nhiều sinh công cộng chứ? Có chứ. Không ăn đồ tiền nó chửi cho sắp mặt à? Thì uống một ly thôi. Kìa, chè kem lăn kìa. Em ăn gì? Không. Mày nhỏ béo vậy? Mày nhỏ nó béo vậy rồi. Kéo về con, kéo về Nha Trang chơi. Kéo về luôn, kéo xe ngựa về luôn. Ok. Canh tôm hùm à? Đặc sản Nha Trang à? Canh tôm hùm không? Ồ, có 69k mà. Nè. Bánh canh tôm hùm.
Anh bán canh, anh bán canh tặng trà tắc. Anh bán canh tặng trà tắc 69.000. Nhưng mà bánh đó là bánh thường, phải lấy cộng hồn à. Bây giờ quay lại này. Đúng rồi. Cái góc này này. Chiêu chưa? Chiêu chưa? Mùi sơn. Rồi, bây giờ bạn Phê sẽ đưa chúng ta đi ăn cái gì đây? Ăn gì tùy em à, cho cái gì ăn đấy à? Từ từ để mình trải nghiệm xem thử có những cái món gì ăn đâu? Ăn đâu đây? Cái lòng nướng này chứ hại vậy. Hả? Cái lòng nướng này. Đâu? Vậy thôi chưa mẹ. Đâu phải lòng. Đó lòng á, lòng chứ gì mà lòng mà lòng ngon hơn. Tôi phải ngủ nước đây. Bằng lòng có lòng được. Có đây uống nước thôi em. Ăn gì tối về Nha Trang ăn. Có đây ngủ nước đây này, có bán nước đây. Cái đó biết sầu riêng. Đây nè, xúc xích chiên nè. Anh uống bình dân thôi. Tụi bạn Lâm này, Lâm ơi, tụi bạn Lâm này. Biết rồi thì ngồi đây, tôi đi vòng vòng. Xin chào, tới chọn đây em. Ôi, xúc xích nhìn bự nhỉ. Xúc xích đảo có khác nhỉ. Bự hơn, to hơn, dài hơn. Ăn chắc phê hơn đúng không? Anh ăn mấy cây? Anh ăn mấy cây? Em hỏi anh ăn mấy cây? Ok, cắt làm 3. Cây cắt làm 6. Ok, cắt làm 6. Đúng rồi. Anh ăn 3 cây. Xong xong kêu thêm mà. Một cây xúc xích này. Một khoai tây chiên này. Một khoai tây chiên, 1 kg, 1 kg lắc. À, thế cũng được. Rồi, không có okay. À, một xúc xích này, một khoai tây lốc xoáy kìa. Rồi. Rồi một khoai tây chiên này. Một lắc đi. Ok. Dạ rồi, 1 gà lắc, 1 khoai tây chiên anh. Rồi, một xúc xích. Một lốc xoáy. Một lốc xoáy. Rồi. Ok. Có uống hả? Rồi ra bàn ngồi đúng không? Có nước gì? Có nước gì uống đây? Dạ, cái nước lọc Fanta với Coca. À, nước lọc Fanta Coca. Nước mía này. Ờ, nước mía rồi. Ê, qua qua khác kêu nước mía đi. Ngồi đi, ngồi lấy bàn đi. Tâm ngồi lấy bàn trước đi. Tâm ngồi lấy bàn đi. Đi qua mua nước mía em. Đây là nước bên này này, dậy đi. Lâm Lâm ngồi đây, Lâm. Ngồi đây trong bàn đi. Bắt tinh phết. Nhớ có nước mía, nó đòi mà. Bắt tinh phết. Có nước mía không anh ơi? Còn. Cho 3 ly. Phải tìm gì? 10 ngàn. 15 ngàn nước mía. Được, 15 ngàn. Nè, tiền đây em, top 100. Top 100 nghìn. Ngày công hôm nay á, ngày công hôm nay có 100 nghìn nữa.
đây là ta, cô gái đảm đang đã đi mua nước mía về. Rồi, em thử và thưởng thức trước đi em. Đây. Uống đi. Mía này. Bài tây chiên này. Quá kìa đúng không? Quá lẻ lẻ, theo kính này nhìn lẻ lẻ. Vô đi mọi người, cùng đi, cùng đi. Rồi, vô rồi em ơi. Rồi. Em ăn thử cái này là gì? Gà lắc à? Gà lắc. Đây, nhóm mình để mua cái này là một phần gà lắc. Đây sẽ là khoai tây chiên. Chắc là lắc với phô mai hay là xí mùi gì đây rồi. Cái này sẽ là xúc xích nướng trên cái gì mà trên đá mọi người. À, trên đá. Cái này, món này dạo gần đây đang rất là hot. À, ăn thử đi. Bây giờ mời mọi người thử chung với mình nha. Anh ăn cái nào? Em ăn đi. Em ăn trước đi. Chấm một xíu tương ớt. Ok. Ngon quá. Ngon quá. Rất là giòn, rất là ngon. Và anh thử đó mà. Đây là phần thưởng cho cameraman. Anh thử đó mà, anh nhiều thế. Ngon không? Cái huy gà này là mình gấp cho anh cameraman. Mà anh tưởng là, anh tưởng là mình ăn luôn, anh kêu mình sao ăn nhiều vậy. Đoạn ha. Người đàn ông này thật là dối trá. Ngon đúng không? Rất là giòn. Như vậy là chúng mình đã qua Vinpearland thưởng thức ăn uống và trải nghiệm cái gói tham quan cáp treo hai chiều. Nếu có cơ hội mời các bạn cùng đến Nha Trang, cùng đi Vinpearland, có rất nhiều trải nghiệm mới và thú vị đang chờ đón bạn. Người ta bảo là nó như là một châu Âu thu nhỏ, châu Âu thu nhỏ, rất đẹp và ông lấy. Nói chung là đẹp từng góc cạnh luôn, góc nào cũng đẹp. Đi thẳng đây, đi thẳng đây. Ôi bây giờ vẫn có người qua này. Bây giờ vẫn có người qua. Hả? Bây giờ quen mấy đông này khỏi xếp hàng nè. Hay là mấy người xếp hàng hồi chiều mới tới quê đây không biết. Cũng có thể là mấy người chiều xếp hàng mua vé cho bạn lên kép bây giờ tới đây đúng rồi. Đây lối đi về à? Mấy đông này có nhiều ga gắp treo này. Nào có khác nha. Lầu 2 là ga gắp treo. Lầu 2 là ga gắp treo, còn lầu lầu 3 là lối lên khách sạn. Đó bị cái kia này nó ghi rồi. Ca cáp treo không? Cáp treo lâu đây nhưng bạn ghi dẫn cáp treo được nhiều. Ủa nó nằm ở dưới. Nè, cáp treo tầng 2, cái này mình đang ở tầng 3 rồi. Cáp treo đang đó.
đúng không? Hang nó không có tầng 2. Nó chạy một cái o đi lên luôn. Lên tầng 3 luôn. Đưa lên tôi kiếm em đưa xuống lại cho nó bớt tắc nghẽn. Như khách đông cho nó phải và kẹt lại bớt. Thấy không, nó đâu có dừng ở tầng 2 đâu, thấy không? Hay nhưng mà hơi vòng vòng. Không, ý là để cho nó tải vô cái đâm nó khỏi sẵn, nó khỏi quá tải. Sẵn đưa thẳng bên xuống lại. Mấy ngày sẵn nó vẫn tải được. Nó tính toán hết rồi. Vừa đồng xếp hàng, ô đi cắt treo. Thấy không, đây này. Lấy nó lên phát tầng 3 luôn mà, nó đâu có dừng tầng 2 đâu. Em là không lấy luôn á. Em là lên tầng 2 là... Mấy những cái tầng đi, mấy cái dài đó. Đưa ra xíu rồi. 5 người. Ok. Tạm biệt. Cái gì? Em hỏi tay đi, có cái em ve đi gút không? Hỏi tay đi, nói được tiếng Tây không? Ba kèm, giữ chơi biển ba kèm. Vậy là bây giờ chúng tôi đã lên cáp treo và chuẩn bị về Nha Trang kết thúc hành trình. Lúc này toàn bộ cái trụ cáp và chân cáp đã được lên điện, rất chi là đẹp. Ui, cái motor lớn không mày? Cái motor nó thế nó mới tải được chứ. Kinh khủng, wow, nó chạy nhanh. Mấy kính nó vừa quay xấu rồi chưa? Nó chạy nhanh ghê luôn. Kính nó vừa quá. Không, cũng tùy à, em à. Cơ bản cái máy của em iPhone nó thế, chứ còn GoPro là GoPro là không hiện cái giờ lên. Nó tối quá mà giờ tới giờ được. Về nhà anh mở lên sáng luôn. Cái này anh chỉnh sáng bằng đêm quay nữa. Ui, nhìn sợ quá không? Đẹp chứ sợ thì. Sợ. Những người xì xì. Ui, lúc này quay cảm gì lai cam đâu? Nè, thấy không? Đúng không? Kém gì like cam đâu. Đây. Đẹp mê ly luôn. Ôi trời ơi. Cái này vô quá. Anh điện vô luôn thử, thấy cái bè này bà điện vô đẹp nè. Cô bà điện vô luôn, thấy nó không có dơ gì hết trơn á.